Đó, mẹ nhìn đi, hôm nay con đi Mercedes mà. Yên tâm nha, tôi còn cúp máy đây. Cô bé, em làm gì mà đứng trước xe của chị vậy? Ôi chị ơi, em không cố ý nhận vơ đây là xe của em đâu. Tại ngày đầu em đi làm cho nên em muốn nói như vậy cho mẹ em yên tâm ấy mà. Còn trẻ mà đã biết lo cho cảm xúc của bố mẹ rồi. Đúng là một cô bé hiểu chuyện. Không sao đâu, không cần phải xin lỗi, chị hiểu mà. Chào mọi người, em là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ ạ. Trời ơi, coi kìa, đi làm mà không mang dép luôn hả bé? Tội nghiệp chưa? Đúng là sinh viên mới ra trường không có tiền, đến dép cũng không có mua nổi luôn. Mọi người quay vào làm việc đi, bớt ồn ào lại. Ủa chị, con bé này ăn nói xà lơ, mau chào đếc tổng đi. Hả? Chào đếc tổng ạ. Chào em, dép này tôi mới mua nhưng mang không vừa, em cầm về mang đi. Dạ không cần đâu, cứ nhận đi, dù gì chị mang cũng không vừa. Đến công ty làm việc mà không mang dép, khó coi lắm. Dạ em cảm ơn. Đứng được cơm rồi, đi ăn cơm thôi. Xin hết đi ăn chưa với bọn chị không? Dạ thôi, các chị đi ăn đi, em có mang theo mì tôm để ăn rồi. Vậy thôi bọn chị đi đây. Làm việc từ sáng đến giờ mà chỉ ăn mì tôm thôi sao chịu được? Dạ không sao đâu chị, mì tôm ngon mà chị. Lúc trước em ở nhà muốn được ăn mì tôm mà cũng không có để mà ăn đấy chị. Chỉ khi nào lễ Tết em mới được ăn thôi. Tội thật, nhà con bé phải khó khăn tới mức nào mà ngay đến cả mì tôm cũng không có mà ăn. Đây là cơm chị mới đặt mà tự nhiên chị thấy no quá nên chị ăn không nổi nữa, em ăn giúp chị đi. Bỏ cái mì tôm này ra đi, ăn không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Ủa bé, bữa tối hôm qua em thức khuya dữ lắm hả? Sao hôm nay trông mệt mỏi quá vậy? Dạ, tại tối hôm qua em đi hát ở hội chợ cho nên hơi mệt. Tội nghiệp con bé dữ không? Ban ngày đi làm, ban đêm lại còn phải đi hát để kiếm thêm tiền nữa chứ. Mà đi hát hội chợ cỡ Lâm Chấn Huy, Lâm Chấn Khang đồ mới có nhiều tiền. Chứ em vô danh vậy, chắc đi hát lót để chờ ca sĩ chính đến hát đúng không? Ở đâu, em ở trong nhóm quay mà. Trời ơi, em còn ở trong nhóm những người đi xe quay nữa hả? Mình con gái mình phải đi Vespa, Vision, Aplex đồ chứ. Đi xe số sao mặc váy em? Ủa sếp đến sớm vậy? Đấy tổng. Em mang đôi dép này nhìn hợp đó. Thì gọi chị, công nhận chị lựa khéo ghê á. Em cầm chìa khóa cái xe Vespa này chạy đi. Hôm qua chị mới mua nhưng mà bây giờ chị không thích chạy nữa. Nên giờ để không, chị cho em mượn chạy đó. Ôi nhưng mà em đâu biết đi xe này đâu. Vậy thì từ mai chị đón em đi làm. Ôi chào vào, chào vào. Em biết gì chưa, có chuyện lớn rồi đó. Có chuyện gì vậy chị? Công ty của chúng ta đã dồn hết tài chính vào để hợp tác với bên tập đoàn Quay. Vậy mà hôm nay họ tới đây lại nói là không muốn hợp tác nữa. Nếu mà không hợp tác nữa là công ty của chúng ta sẽ phá sản đó. Tôi lo cho đếch tổng quá à. Cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi chắc chắn dự án này sẽ thành công mà. Rất tiếc, chúng tôi không thể hợp tác với công ty của cô. Thư ký Lâm. Đại tiểu thư, sao cô lại ở đây? Ký hợp đồng đầu tư dự án này đi. Bên phía đếch tổng cần bao nhiêu tiền duyệt hết cho tôi. Dạ vâng thư đại tiểu thư, tôi sẽ làm theo ý của cô. Em là thiên kim của tập đoàn Quế. Chính xác. Vậy mà tại sao em lại tỏ vẻ nghèo khổ trước mặt bọn chị vậy? Tính ra là em không nói em nghèo luôn á, tự mấy chị suy nghĩ á. Hôm đầu tiên đi làm em còn nói dối mẹ em là em đi Mercedes còn gì. Cái này là tại vì mẹ em sợ em đi làm khoe khoang, cho nên em mới giả bộ nói mẹ em là em đi xe cùi cùi Mercedes. Chứ em mà nói em đi Lamborghini đi làm, chắc mẹ em ký đầu em. Trời. Thế sao đi làm mà em không có dép em mang? Trời ơi, cái đấy là trend đi trên đất đó. Chứ còn giày dép ở nhà em là cả mấy ngàn đô em đi có hết đâu. Thế còn em ăn mì tôm qua ngày thì sao? Ở nhà em ăn sơn ở Hải Vĩ ngán muốn chết. Em thích ăn mì tôm thôi, nhưng mà mẹ em không có cho em ăn món đó nên em thèm mì dữ lắm. Vậy tại sao em còn phải đi hát hội chợ để kiếm thêm tiền? Em là thành viên của nhóm nhạc Quay nổi tiếng đó chị. Em đi hát vì đam mê thôi, chứ tiền bạc quan trọng gì. Thì ra là bữa giờ bọn chị hiểu lầm à. Không sao đâu chị, nhờ hiểu lầm như vậy mà em mới biết là có người thích em á. Vậy thử nói xem, em có thích không? Em...